Chào bạn, chúng ta sẽ sửa đề cương ôn tập học kỳ 2 của khóa học lớp 11 năm học 2022. Đề cương này là đề của trường Trung học phổ thông Buôn Ma Thuột. Được không? Rồi, chúng ta có mục thứ nhất là nói về đề cương hữu cơ. Trong đề cương hữu cơ này thầy cô cung cấp cho các bạn là 10 17 câu. Bây giờ chúng ta sẽ làm từng câu một. Câu một này. Cái câu hỏi là có bao nhiêu chất hữu cơ? Đúng không ạ? Hữu cơ đây gồm có một, có 2, có 5, có 6. Được chưa? 1, 2, 5, 6 và đây nữa là 8. 1, 2, 5, 6, 8 có đúng là câu B không nha? Câu này thuộc câu hỏi dễ. Chúng ta đến câu 2. Thành phần nguyên tố trong hợp chất hữu cơ là thường có C và H, thường có C em nha. Phải có C, thường có là H hoặc có hoặc không có các nguyên tố khác. Vậy có đúng ở đây là câu D. Ví dụ như đây, CF2 nối đôi CF2 vẫn là hợp chất hữu cơ tuy không có hydro. Thông thường các bạn chọn nhầm ở đây là câu A nha. Chúng ta đến câu 3. So với chất vô cơ, chất hữu cơ thường có độ tan trong nước thấp hơn, độ bền dẻo kém hơn, nhiệt độ nóng chảy cao hơn, liên kết chủ yếu là liên kết cộng hóa trị. Như vậy câu đúng ở đây mình chọn là câu D nha, vì nó là liên kết giữa các phi kim với nhau, do đó nó là liên kết cộng hóa trị. Chúng ta đến câu 4. Chọn câu đúng. Phản ứng của hợp chất hữu cơ thường xảy ra nhanh. Câu đúng này, phản ứng hợp chất hữu cơ thường xảy ra nhanh. Cái này là không đúng em nha. Chất hữu cơ thường có nhiệt độ sôi cao, sai. Giống như chất hữu cơ thường dẫn điện tốt, sai. D. Chất hữu cơ thường ít tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. Đúng rồi. Như là gì? Như là xăng này, rượu này, vân vân ha. Có đúng ở đây là câu D. Chúng ta đến câu 5. Mục đích của việc phân tích định tính là, định tính là chúng ta sẽ biết được là trong này chúng ta gồm có những nguyên tố nào ha. Đó là xác định các nguyên tố có mặt trong hợp chất hữu cơ. Có đúng ở đây là câu A. Còn xin lỗi câu D. Còn câu A chúng ta là xác định tỷ lệ khối lượng. Đó là phương pháp định lượng rồi. Được chưa? Chúng ta đến câu 6. Cặp chất này sau đây có đồng phân bạch carbon. Đồng phân bạch carbon. Chúng ta nghe kỹ. Đồng phân là gì? Đồng phân là cùng C cùng H cùng O. Mạch ở đây là gì? Mạch giống nhau là đều là mạch thẳng. Hiểu không ạ? Như vậy câu A này này, câu A chất đầu tiên là mạch thẳng nhưng mà chất thứ hai là mạch nhánh này. Brom này chúng ta bẻ nhánh được carbon xoay này. Như vậy A sai này. Câu B chúng ta là mạch thẳng này, đây mạch thẳng này. Nhưng mà ở đây là gì? Chất đầu tiên của chúng ta là người ta ghi thiếu ở đây CH3 em nha. CH2 nối đôi CH, CH2 CH3. Như vậy nó là đồng phân, hai thằng này là đồng phân anken dạng mạch thẳng. Như vậy câu B chúng ta là câu đúng này. Câu C 1 2 3 4. 1 2 3 4 nhưng mà do cái chất thứ hai của chúng ta là mạch nhánh. Được chưa? Đó, do đó trong trường hợp này nó không được bỏ C. Câu D. Ở đây là nó khác nhau, thằng này là axit này, còn thằng này là ete này, hai thằng này không thể là đồng phân của nhau được. Được chưa em? Được chưa nào? Như vậy chúng ta loại câu D. Chúng ta đến câu 7. Số đồng phân của C4H10 và C4H9Cl là C4H10 là đồng phân ankan. Bữa trước tôi dạy các bạn quy tắc ankan rồi. 1, 1, 1, 2, 3, 5. C4 thì nó sẽ là hai đồng phân. Còn cái gốc C4H9 chúng ta sử dụng quy tắc đếm đồng phân gốc no. 1, 1, 2, 4, 8. Được chưa em? Như vậy câu đúng ở đây mình chọn là câu B. Thế thôi. Chúng ta đến câu 8. Hợp chất chứa một liên kết bi trong phân tử thuộc loại hợp chất nào sau đây? Đầu tiên là không lo. Hợp chất chứa một liên kết bi em nha, trong phân tử thuộc hợp chất nào sau đây? Như vậy không lo ở đây, ví dụ chúng ta khảo sát là anken đi, thì trong này có chứa một liên kết bi này. Được chưa? Không lo mạch hở. Không lo mạch hở. Đây CH2 nối đôi CH2.
Chúng ta lưu ý ở câu A này nó có thể trường hợp là no nhưng có, không no nhưng có vòng. Ví dụ đây, vẫn là không no có vòng. Thơm, thơm thì trong này nó có trước ba liên kết bi rồi. No hoặc không no, no thì không có trước liên kết bi em nha. Như vậy chứa một liên kết bi ở đây chúng ta sẽ chọn là không no mà thở. Được chưa? Thì chúng ta đến câu 9. Câu này khá là dễ, em cứ bám vào phân tử khối là bằng 88 là em chọn thôi. Đầu tiên em tính cho thầy C4H10O bằng bao nhiêu? Cùng bấm đi bạn ơi. 74. Tám tám chín mươi tám tám. Như vậy khi mình dựa vào khối lượng mol thì có hai câu đúng. Sau đó chúng ta tính phần trăm carbon, thằng nào đúng bằng 54,54 là chúng ta chọn. Giờ chúng ta tính câu B, nếu câu B không được thì câu đúng là câu D. Em sẽ lấy 12 nhân 5 nhân 100 chia tổng 12 nhân 5 cộng 12 cộng 16. Được chưa? Ở đây mình tính được là bằng 68,18. Như vậy câu B chúng ta sai. Như vậy chúng ta sẽ chọn câu đúng là câu D. Kiểm tra câu D luôn. Câu D thì số carbon đây là bằng 4. Dạ. 14 sẽ là 12 nhân 4 nhân 100. Bạn tính gọi đi. Bằng gì bạn ơi? 54,54 em nha. 54,54. Rồi câu D. Chúng ta đến câu 10. Đốt cháy 3 hydrocarbon thu được CO2 nước hợp thể tích oxy thì chúng ta dùng bảo toàn oxy thôi. Mol oxy sẽ bằng mol CO2 cộng cho mol nước. Mol oxy là bằng 2, mol CO2 là 2. Đã vào 2V chia cho 22,4. 2 mol CO2 là 0,1. Mol nước ở đây 2,72 chia 18. Có khi nào đánh máy nhầm không ta? Nó bị lẻ em ạ. Nếu ở đây thì để 2,7 thôi. Thì coi thử nha. 2,7 thì nó bằng bao nhiêu? 0,15. Ở đây bằng tính cho thầy V bằng bao nhiêu? 3,29 ạ. Được rồi, 3,92 chứ. Em nói nhầm đúng không? Ở đây chứ, yeah. Người ta đánh thừa số 2 em nha. Chúng ta đến câu 11. Công thức đơn giản như thế này. Có khối lượng mol là bằng 31. 31 x 2 là 62. Như vậy thằng này tất cả n lần bằng 62. 12 cộng 3 là 15. Cộng 16 là 31n. 31n bằng 62n bằng 2. N bằng 2 thì bây giờ nó là C2H6O2. 262. Chúng ta đến câu 12. Đốt cháy hoàn toàn 5,8 gam hợp chất hữu cơ thì thu được khí oxy. Thì thu cần oxy thu được CO2 và nước có số mol bằng nhau, hoặc công thức đơn giản nhất của nó là. Được chưa? Như vậy ở đây mình sẽ xử lý như sau. Đây, chất hữu cơ X để tới dùng vô oxy thu được số mol CO2 và mol nước bằng nhau. Chúng ta có này CnH2n. Khi số mol CO2 và mol nước bằng nhau thì hợp chất hữu cơ này chúng ta có dạng là CnH2nO OH cộng cho oxy thu được CO2 cộng cho H2O. Đây n này. Ở đây chúng ta có số mol CO2 và mol nước bằng nhau, khối lượng này có rồi 5,8 gam. Cái mol oxy là 0,4 mol. Hai thằng này số mol bằng nhau, mình cho nó là amon đi. Ở đây em đi bảo toàn khối lượng để tính này. Mình có 5,8 cộng cho 32 nhân cho 0,4 bằng 44A cộng 18A. Thì đây em tính cho thằng A bằng bao nhiêu? Bằng 0,3
03. 03 thì bạn biết là trong này chúng ta có là gì? Mol C thì đúng bằng mol CO2 đúng không em? Bằng 0,3. Mol H thì đúng bằng mol, 2 là mol nước là bằng 0,3 nhân 2 là 0,6. Còn có oxy nữa thôi. Tổng khối lượng đây là 5,8 gram này. Oxy này mình cho nó là B mol đi. Khi chúng ta tìm được A, khi chúng ta tìm được B thì chúng ta sẽ tìm được công thức đơn giản nhất, được chưa nè? Như vậy đây mình sẽ có 5,8 gram này sẽ bằng 12 nhân 0,3 cộng 0,6 cộng 16B. Tính cho thầy B bằng bao nhiêu? Bằng không mù ạ. 0,1. Chứ vì chúng ta nhìn thấy đây là mình đặt là CXHI. Không, người ta yêu cầu chúng ta là công thức đơn giản nhất đúng không? Thì tất cả nó đều chia hết cho 0,1 đúng không em? Thì đây là 3, 6 và 1 này. Như vậy công thức đơn giản nhất đây là C3H6O1. 361. Có đúng ở đây mình chọn là câu B. Các ai kiến nhiều này không ạ? Rồi nếu bạn không ý kiến gì chúng ta đến câu 13. Thầy hiểu giùm tay ơi. Được thầy, được rồi. Rồi người ta hỏi là các chất là đồng đẳng của nhau. Ở đây mình nhìn thấy tất cả các chất ở đây chúng ta đều có nhóm OH. Được chưa em nhỉ? Rồi. Ở trong đó mình nhìn thấy X này, X của chúng ta là liên OH liên kết trực tiếp với vòng benzen, như vậy nó thuộc hợp chất phenol. Còn Y là có OH nhưng mà không liên kết trực tiếp với vòng benzen, như vậy nó là alcohol. Cái Z này là hai nhóm OH đều liên kết trực tiếp với vòng benzen, như vậy nó là phenol. Còn cái T á, là nó không liên kết với vòng benzen, như vậy nó là gì? Nó là alcohol. Được chưa? Như vậy điều cần chúng ta là đồng đẳng của nhau. Đồng đẳng của nhau ở đây có thể là cặp XZ. XZ có này. Hoặc là gì? IT. Được chưa không em? XZ hoặc IT. Nhưng chắc là đồng đẳng của nhau. Ở đây hai câu đều đúng em ơi. Ok em nha. Ở đây hai cái đúng. Ở đây chắc là người ta đánh máy bị thừa, bị nhầm chỗ nào đó. Cái kiến gì câu hỏi này không à? IT chúng ta là ancol mà XZ chúng ta là phenol. Vậy đây hai câu đều đúng em nha. Được chưa tay ơi? Rồi câu 14 chúng ta thuộc loại câu hỏi đồng phân nhưng mà kiểu hơi khó. C3H5Br3 hỏi số đồng phân tương ứng đúng không? Chúng ta nghe kỹ. C3H5Br3. Đầu tiên em sẽ tính cho thầy K đi. Đây là hóa trị 4 này. Hydro và brom chúng ta là hóa trị 1. K bây giờ sẽ bằng 2S4 này trừ S1 này cộng 2 này chia 2. Bằng thế vô 2 nhân 3 trừ 5 cộng 3 là 8 cộng 2 chia 2. Thì thằng này đúng bằng 0. Bằng 0 thì trong này nó chỉ chứa liên kết đơn mà thôi. Hiểu không em? Rồi, như vậy nhiệm vụ của bạn làm như sau. Nhiệm vụ của bạn là hình thành cái quy tắc bổ khung dành cho C3. C3 chúng ta có một bổ khung. Sau đó em hãy định hướng các cái vị trí brom gắn vào. Được chưa bạn? Brom chúng ta sẽ gắn vào, thứ nhất là nó gắn vào ba cái vị trí số 1. Đây. Brom. 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 Tới đây bạn hiểu chưa? Để dành tiếp. Cái thứ hai nó thì gắn vào ba brom vào vị trí số 3, đúng không em? Nhưng mà nó trùng với số 1 vậy hết. Rồi, đó là trường hợp ba thằng gắn vô. Bây giờ nó gắn vào hai vị trí số 1 với một vị trí số 2. Brom đây. Brom đây. Được chưa em ơi? Rồi cái gì này không để dẫn tiếp này. Rồi nếu mà không thì dẫn tiếp này. Bây giờ nó sẽ gắn vào vị trí là 2 số 1, 1 số 3, 1, 1, 3. Thì cái đó các bạn thấy luôn á. Được chưa? Tiếp tục. Tiếp tục chúng ta là nó sẽ gắn vào mà hai cái vị trí một số 1 này, hai số 2 này.
hai một vị trí một đúng không? Còn hết em ơi. Nếu đây chúng ta đã có bốn đồng phân rồi. Tiếp. Bây giờ nó có thể gắn vào ba. Nếu mà 2, 2, 3 là giống nhau về độ xứng em ha. Như vậy còn cái vị trí nữa nó là sẽ gắn vào 3 vị trí 1, 2, 3. Đó là gắn vào vị trí 1, 2, 3. Đây, câu này là thuộc câu hỏi khống chế em nha. Thông thường các bạn bị bỡ ngỡ câu này. Rồi, các kiến gì không ạ? Như vậy đây thầy viết được ở đây tất cả là 1 này. 1 đồng phân này. 2 này. 3 đồng phân này. 4 này. Đây là 5 này. 5 đồng phân. Được chưa em? 5 đồng phân thì có đúng ở đây mình chọn là câu C. Có ý kiến gì câu hỏi này hay không? Quyên em ý kiến gì không Quyên ơi? Ok, nếu bạn không ý kiến gì tôi đi tiếp nè. Chúng ta đến câu 15. Số lượng đồng phân bạch hữu của C3H6O. C3H6O của chúng ta ở đây là K bằng 1. Lưu ý các bạn là người ta nói đồng phân bạch hữu, tức là không xét vòng, tức là K đây là bằng pi luôn, bằng 1. Thì đây chúng ta sẽ có 4 trường hợp em nhé. Trường hợp đầu tiên này, trường hợp 1 nó là gì? Nó là ancol. Ancol chúng ta đây có 3C, có nhóm OH. Để thỏa mãn K bằng 1 thì trong này nó có một liên kết BCC, xong. Trường hợp thứ hai, bạn nhớ thầy là cứ một hợp chất có oxy mà người ta nói đồng phân bạch hữu thì bạn luôn luôn xét cho thầy bốn trường hợp. Đó là ancol, ete, ancol này, ete này. Cái gì nữa? Aldehyde này, rồi aceton này. Ete này. Ete chúng ta là oxy gắn oxy giữa hai bên trái 2C bên phải 1C. Do trong trường hợp này có một liên kết bi, như vậy điện này một liên kết bi nữa là xong. Trường hợp 3, nó là aldehyde. Aldehyde ở đây có 3C. Và nhóm chất C2O chúng ta đã thỏa mãn một liên kết bi rồi. Hết. Trường hợp thứ tư, nó là aceton. Thông thường các bạn sẽ chọn các bạn này có hai đồng phân thôi hoặc một đồng phân. Bạn quên mất xét các ba trường hợp còn lại. Tức là bạn vô bạn đánh cho đánh trường hợp 3 thôi. Được chưa bạn? Như vậy tổng đây chúng ta có 4 đồng phân. Có ý kiến gì không Như ơi? Dạ không ạ. Vũ kiến gì không? Dạ không được. Ok. Câu 16 chúng ta thuộc câu hỏi khó em. Chất hữu cơ có khối lượng mol là bằng 74, đốt cháy thì thu được số mol CO2 và mol nước. Đốt cháy thì thu được khí CO2 và nước có bao nhiêu công thức phù hợp? Ở đây chúng ta có này, khối lượng mol bằng 74. Mà bây giờ á, nó chưa biết là trong này nó có bao nhiêu 74 đúng không? Ở trong này người ta không nói rõ là trong này nó gồm những nguyên tố nào. Cho đó chúng ta xét hai trường hợp. Trường hợp 1 á, nó là CHI. Thì nó là bằng 12X cộng Y bằng 74. Bữa trước tôi chỉ bạn rồi. Để đây chúng ta tìm X đi. Thì chúng ta sẽ tính như sau. Em lấy 74 em chia cho 12 bằng bao nhiêu? Thì đây nó bằng 6 đúng không em? 74 trừ 12 nhân 6 là bằng 2. Trường hợp này loại em nha, không có thằng nào như thế này cả. Rồi, tiếp tục. Người ta hỏi công thức phân tử phù hợp thôi em nha, chứ không hỏi công thức cấu tạo nha. Rồi, như vậy trường hợp mà chúng ta xét nó CH là sai rồi. Thì bây giờ chúng ta xét trường hợp 2. Nó gồm có CXHI OZ. Bây giờ thầy khảo sát Z bằng 1. Thì bây giờ thầy sẽ có 12X cộng Y. Z bằng 1 thì đây là 16, quăng qua bên kia 74 trừ 16. Từ đây em tính cho thầy X, Y bằng bao nhiêu? 74 em trừ 16 là bằng 58. 58 em chia 12 thì nó ra 4. 12 x 4 là 48. Được chưa? 74 trừ cho 16 bằng bao nhiêu? 58 đúng không em? 12 x 4 này là 48 này. 58 trừ 48 thì thằng này bằng 10. Như vậy đi điều chứng tỏ là nó là C4H10O. Người ta hỏi công thức phân tử, các bạn đọc đây cho kỹ nha.
không khéo như bạn mà dính trưởng chỗ công thức cấu tạo. Bây giờ em sẽ khảo sát với z bằng 2 thì em sẽ có 12 x cộng y 74. Z bằng 2 thì đây là 16 nhân 2, tức là trừ đi 32. 74 mà em trừ đi 32 thì thằng này bằng 42. Cho đây em suy ra x cho thầy bằng bao nhiêu, y bằng bao nhiêu. Đây bằng 3 nè. 12 x 3 là nhiêu? Là 36. 42 mà chúng ta trừ đi 36 thì nó là 6. Điều này tạo là C3H6O2. Được chưa em? Bây giờ chúng ta khảo sát z bằng 3. Chúng ta lưu ý là do đốt cháy là thu được CO2 và nước thôi. Thì trong này có hai trường hợp thôi nha. Đó là chứa CXHI hoặc là CXHIOZ. Z bằng 3 bình tĩnh cho thầy đây. 12 x cộng y 74 trừ 16 nhân 3 ở đây bằng 26. Suy ra x bằng 26 chia 12 thì bằng 2 phẩy mấy, lấy 2. Em lấy 26 trừ đi 12 nhân 2 thì đây là 2. Điện tỏ nó là C2H2O3. Thỏa mãn luôn. Muốn nó thỏa mãn hay không thì chúng ta tính K. Mà K ở đây chắc chắn là bằng 2 rồi, vì nó giống với thằng anh Kinh C2H2. Chúng ta có thể xét trường hợp thứ z bằng 4. Cái đây sẽ ra 12x này cộng y này bằng 74 trừ 16 nhân 4. Ở đây bằng 10. Nếu bằng 10 á, thì trong này có y mà không có x, đúng không? Vì 12, 10 mà chia cho 12 thì bằng 0 mất rồi, không phải máy ha. Như vậy trong trường hợp này chúng ta loại. Như vậy đây chúng ta sẽ có 3 công thức thỏa mãn, đó là C4H10O là 1, C3H6O2 là 3, C2H2O3 là 3. Đúng, đây là câu C. Thông thường các bạn này các bạn không có hướng đi. Có ý kiến gì về câu hỏi này hay không? Chơi em hiểu không chơi rồi? Dạ hiểu ạ. Em kiểm tra chưa? Dạ ngày mai kiểm tra thầy. Ok. À, chúng ta đến câu 17. Câu cuối cùng của phần đại cương. Xong phần này thì thầy sẽ phép dừng cái phần này lại, sau đó mình giảng tiếp câu phần anh can nha các bạn. Chúng ta nghe. Đốt cháy hợp chất hữu cơ A có từ khối đối với không khí là bằng 2. Như vậy khối lượng mol của A là bằng 2 nhân cho khối lượng mol không khí là 29. Thế đây mình tính được nó là bằng 58. Đốt cháy A bằng khí oxy thì thu được CO2 và nước. Hỏi có bao nhiêu công thức phân tử phù hợp với A? Công thức phân tử em nha. Như vậy câu này giống như câu 17 em ạ. Bây giờ em sẽ khảo sát trường hợp 1 này. Nó chỉ là CXHI thôi. Nó sẽ bằng 12X cộng cho Y và bằng 58. Cho đây em sẽ suy ra được X, suy ra được Y. Khi có đây chúng ta sẽ tìm được công thức phân tử. Em lấy 58 em chia cho 12 thì nó ra là 4,83. Em chỉ nhận giá trị 4 thôi. 12 x 4 là 48. 58 em trừ đi 48 thì nó còn lại là 10. Như vậy chất đầu tiên chúng ta thỏa mãn là C4H10. Trường hợp 2, nó có dạng là CXHIOZ. Rồi bây giờ thầy sẽ làm cho bạn rõ luôn. 12X cộng cho Y cộng 16Z. Được chưa? Bằng khối lượng mol là bằng 58. Bây giờ nếu Z bằng 1 thì nó sẽ bằng 12X cộng Y. Bình tĩnh cho thầy đi. Lấy 58 trừ đi 16, 42. Em lấy 42 em chia cho 12 thì nó ra 3,5, em lấy 3 thôi. 12 x 3 là 36. 42 em trừ đi 36 thì này bằng 6. Công thức đầu tiên là C3H6O. Chúng ta khảo sát Z bằng 2. Thì đó mình có 12X cộng Y bằng. Em lấy 58 trừ đi 16 nhân 2. 26. Cho đây mình sẽ ra X ở đây. Vì ở đây 26 chia 12 thì nó bằng 2 phẩy mấy lấy 2. 12 nhân 2 là 24. 26 trừ 24 thì này còn lại 2. Vậy nó là C2H2O2.
Chúng ta ghi rõ công thức của nó luôn đây này, COOH này. Xin lỗi, thằng đi là có một hợp chất, có một công thức duy nhất thôi, CHO, CHO. Bây giờ nó là anhydride oxalic đấy. Cho bạn bài học đây nói luôn. Chúng ta khảo sát chết bằng 3, 12X cộng Y, 12X cộng Y bằng, em lấy 58 trừ đi 16 nhân 3 bằng 10. Trường hợp này chúng ta loại đúng không? Vì không có carbon, không có carbon thì nó không là hữu cơ rồi. Như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ chọn đó là 1 này, 2 này, 3 này. Như vậy có đúng đây, mình chọn là câu C. Thế thôi. Thầy đánh giá cái phần đầu tiên là phần này cương hữu cơ. Ở đây đề cho khá là hay, đặc biệt là hai câu liên quan tới 16 và 17. Hai câu này nếu mà bạn không không có bản lĩnh, bạn không phân tích như thầy thì các bạn sẽ làm không bao giờ ra đâu. Được chưa? Rồi. Và câu 15 cũng là câu khó này. Câu 14 cũng là câu khó. Còn những câu trên thì hầu như là nó sẽ vừa tầm với các em. Thế thôi. Như vậy thì xin phép gác lại cái phần 1 ở đây được không ạ?